Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Tàu nói về Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần trước, phía Nga cho biết hai tàu hộ vệ lớp Zerbat mà Việt Nam đặt hàng năm 2013 sẽ được hạ thủy vào tháng 4 và tháng 5, đồng thời sẽ bàn giao lần lượt vào quý 3 và quý 4 năm nay. Nguồn tin phía Nga cũng từng nói rằng, khác với hai tàu Zerbat Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, hai tàu Zerbat sắp bàn giao được chú trọng nhiều vào năng lực chống ngầm. Vài ngày sau khi thông tin này được loan báo, một chuyên gia bình luận quân sự của Trung Quốc là Trần Quang Văn đã viết một bài trên mạng Sina quân sự. Bài viết của ông này có tựa đề là Việt Nam lại có thêm vũ khí Nga, mối đe dọa với tàu ngầm Trung Quốc càng tăng thêm. Sau đây mời quý vị lắng nghe những luận điểm của ông Trần Quang Văn. Phía Nga nói rằng quỹ 3 năm nay sẽ bàn giao hai tàu hộ vệ Zerpat 3.9 cho Hải quân Việt Nam. Tạp chí Zen của Anh hôm 21 tháng 4 đưa tin, Giám đốc nhà máy đóng tàu Selenodos tại triển lãm quốc phòng châu Á 2016 đã nói với các phóng viên rằng hai tàu hồ vệ mới đều là loại chống ngầm, sẽ được hạ thủy lần lượt vào tháng 4 và tháng 5. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm tại nhà máy. Cả hai tàu sẽ sẵn sàng bàn giao cho Việt Nam vào quý 3 năm 2016. Hai con tàu cùng loại Zerpat mà Việt Nam đã mua trước kia chủ yếu tập trung vào năng lực tác chiến mặt nước. Còn hai tàu mới này sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng chống ngầm. Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Nga và Ấn Độ đã đưa ra tuyên bố ủng hộ Trung Quốc trong hội nghị ngoại trưởng ba nước. Dụng ý của nó thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Trước đó, từ tháng 3 và tháng 8 năm 2011, Việt Nam đã nhận hai tàu hộ vệ Zerpat mua từ Nga và đặt tên là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Hai tàu này đến năm 2012 bắt đầu triển khai hoạt động. Tháng 2 năm 2013, Việt Nam lại ký tiếp với Nga một hợp đồng mua thêm hai tàu hộ vệ Zerpat nữa. Đáng chú ý là hai tàu ký hợp đồng mua sau được tập trung cho nhiệm vụ chống ngầm. Căn cứ theo các tài liệu, tàu hộ vệ Zerpat 3.9 có hình dáng độc đáo, tiếng ồn và bức xạ nhỏ, tốc độ cao, phạm vi hoạt động lớn và khả năng tàng hình tốt cộng với trang bị vũ khí cùng nhiều ưu điểm khác. Tàu có trọng tải 2.100 tấn, dài 102 m tốc độ tối đa 23 hải lý trên giờ, phạm vi hoạt động 5.000 hải lý, thủy thủ đoàn 103 người. Tàu được trang bị một hệ thống gồm 8 tên lửa chống hạm Urania, một hệ thống tên lửa phòng không, một pháo hạm AK-76M cỡ 76,2mm, cùng với hai pháo hạm AK-630M cỡ 3mm. Thêm vào đó là hai ống phóng ngư lôi loại kép sử dụng ngư lôi 533mm, một hệ thống hỏa tiễn chống ngầm RBU-6000 gồm 12 quả Hai dàn phóng với 48 quả thủy lôi. Ngoài ra, tàu còn có thể mang theo một máy bay trực thăng KA-28 dùng cho nhiệm vụ chống ngầm với các sonar thủy âm và tìm tàu ngầm. Như vậy, con tàu có thể thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tấn công các mục tiêu ở cả mặt nước, dưới nước và trên không. Nó có thể độc lập tác chiến hoặc có thể tác chiến biên đội để tuần tra, hộ tống, chống ngầm và phòng không. Dự kiến việc giao hàng sẽ diễn ra từ năm 2016 đến năm 2017. Trong vài năm tới, Việt Nam cũng sẽ có kế hoạch tự lắp ráp hai chiếc Zerpad ở trong nước. Như vậy, tổng cộng Việt Nam sẽ có 6 tàu khu trục nhỏ lớp Zerpad để tạo thành xương sống của đội tàu mặt nước. Đối với các lực lượng hải quân lớn, tàu Zerpad 3.9 không phải là một chiến hạm mũi nhọn, nhưng với quy mô của hải quân Việt Nam, các tàu này có thể coi là tàu mặt nước tiên tiến nhất Vũ khí chống ngầm của nó là hai cặp ống phóng ngư lôi kép 533 ly loại DTA53 có khả năng bắn ngư lôi chống ngầm TAST71M do Nga chế tạo. Loại ngư lôi này dài 8,2 m, đường kính 533 ly, đầu đạn nặng 205 kg, sử dụng động cơ điện với vận tốc tối đa đạt được là 45 hải lý trên giờ. Cự ly bắn xa nhất của ngư lôi là 19 cây số ở độ sâu tối đa 450 m. Phương thức dẫn đường kết hợp cả chủ động và bị động bằng sóng âm ở giai đoạn cuối khiến nó bám mục tiêu tốt và độ chính xác cao. Thứ hai, nó có một hệ thống hỏa tiễn chống ngầm RPK8E. Trong hệ thống này bao gồm 12 ống phóng hỏa tiễn chống ngầm loại RBU6000 với hỏa tiễn chống ngầm 90R cỡ 212 ly cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực và cơ cấu nạp đạn cùng các công cụ hỗ trợ khác. Hỏa tiễn 90R là bom sâu dài 1,8m, có hiệu quả chống ngầm tối thiểu ở khoảng cách 600m, tối đa 4,3 cây số. Độ sâu tác chiến tối đa 1.000m. Toàn bộ hỏa tiễn nặng 113kg, đầu đạn nặng 19kg và đầu dò của nó có bán kính tìm kiếm hiệu quả trong khoảng 130m. Những phiên bản nâng cấp mới nhất của loại bom sâu này có thể đối phó với các tàu ngầm nổi tiếng là chạy êm như tàu ngầm lớp kilo. Tàu Zerpat thông qua các sonar thủy âm để phát hiện mục tiêu có thể tấn công các mục tiêu như tàu ngầm, ngư lôi và cả người nhái của đối phương. Khi chống ngầm ở cự ly xa, vũ khí chống ngầm hiệu quả của tàu bát là trực thăng KA-28. Máy bay này trang bị hệ thống dò tìm APM và hệ thống phao thủy âm RGB16 để dò tìm tàu ngầm. Loại trực thăng này còn có thể sử dụng nhiều loại vũ khí chống ngầm khác do Nga chế tạo. Ngoài ra, KA-28 còn có thể mang bên dưới nó một quả ngư lôi tự dẫn, một tên lửa trợ đẩy ngư lôi. 10 bom sâu PLAB-250-120 và 2 bom sâu OMAB. Đáng chú ý khoang chứa ngư lôi được tăng nhiệt độ để đảm bảo độ tin cậy cho vũ khí hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp. Một số phiên bản sửa đổi của KA-28 còn có thể mang tên lửa chống hạm Urania để làm nhiệm vụ chống tàu mặt nước. Qua mấy nét về sự phát triển vũ khí trang bị mấy năm gần đây của Việt Nam ở trên, có thể thấy rằng khả năng tác chiến biển gần của Việt Nam rõ ràng đã được nâng cao các tàu Zerpat 3.9 mới phục vụ cộng với tên lửa chống hạm siêu âm và tàu ngầm Kilo tối tân đã giúp nâng cao khả năng chiến đấu mặt nước cũng như phòng thủ đảo của Việt Nam. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng tàu Zerpat 3.9 tuy năng lực chiến đấu không so được với chiến hạm lớn, nhưng đối với việc bảo vệ an toàn hàng hải cho hoạt động quân sự của một hạm đội thì đã đủ rồi. Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ một biển hai vịnh, tàu Zerpat cùng với một số loại trang bị chiến đấu khác cơ bản là cấu thành nên một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh cho Hải quân Việt Nam. Với những vũ khí đó, chẳng những năng lực tác chiến của Việt Nam trên biển được cải thiện mà khả năng răn đe cũng gia tăng đáng kể. Thưa quý vị, trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của nhà bình luận quân sự Trần Quang Văn. Theo một số nhận xét của các nhà quan sát trong nước, phần nhận định về vũ khí trang bị trên cặp tàu Zerpat mới mà ông Trần Quang Văn đã nêu có thể không sát với thực tế, vì dựa trên mô hình đã được công bố thì cặp tàu Zerpat mới có cấu hình vũ khí không khác nhiều so với cặp tàu đã nhận năm 2011. Tuy nhiên, đúng như ông Trần Quang Văn nói, khi Việt Nam sắm đủ 6 tàu lớp Zerpat cộng với gần chục tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, số tàu này sẽ là xương sống của đội tàu mặt nước Việt Nam. Bên cạnh đó, đội tàu mặt nước kết hợp với 6 tàu ngầm cùng với không quân và các hệ thống tên lửa chống hạm trong đất liền sẽ tạo thành sức mạnh chiến đấu tổng hợp cho Hải quân Việt Nam trong mục đích bảo vệ biển đảo và vùng đặc quyền kinh tế một lực lượng hải quân như vậy hoàn toàn đủ khả năng bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại